Mẹo vặt bỏ túi siêu hay ho để bảo vệ bé khỏi những nguy hiểm trong nhà. Các vật dụng trong nhà tưởng chừng như vô hại nhưng lại rất nguy hiểm với các bé. Nhất là bé thường rất hiếu động, tò mò, ưa thích khám phá mọi thứ xung quanh. Bố mẹ hãy cùng xem đoạn clip tổng hợp những tip siêu đơn giản nhưng sáng tạo và hiệu quả vô cùng dưới đây để giảm được nỗi lo khi trông bé với những nguy hiểm luôn tiền tàng trong chính ngôi nhà của mình nhé. Clip giới thiệu những mẹo vặt giúp bố mẹ bảo vệ bé khỏi những nguy hiểm thường thấy trong nhà. 1. Dùng dây chun để bảo vệ những cuộn giấy vệ sinh Trẻ thường thích nghịch những cuộn giấy vệ sinh, bay bừa ra cả nhà và nguy hiểm nhất là khi bé gặm hay bỏ giấy vào miệng vì thế bố mẹ có thể giải quyết vấn đề này với một bí quyết rất đơn giản là dùng dây chun để cố định cuộn giấy vệ sinh hai dùng dây đai để cố định giá sách cũng giống như những cuộn giấy vệ sinh với những quyển sách để ở thấp vừa với tầm với của trẻ thì trẻ rất thích bày bừa ra cả nhà và có nhiều trường hợp những quyển sách nặng có thể rơi vào đầu hay vào chân trẻ để giữ cho những quyển sách ở đúng vị trí và để giữ an toàn cho trẻ, bố mẹ hãy dùng những chiếc dây đai để quấn xung quanh giá sách để cố định sách. Ba buộc túm dây điện lại thành một chùm. Những chiếc dây điện riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm cho bé, vì khi bé kéo những vật nặng như loa, đầu đĩa hay thậm chí là tivi sẽ rơi lên người bé. Vì thế, dùng các đoạn dây buộc được đính kèm với các thiết bị điện tử để buộc những đoạn dây điện riêng lẻ thành một chùm lớn sẽ an toàn hơn nhiều cho trẻ. 4. Dùng tất da hoặc băng vết thương để bọc chậu cây nhỏ trong nhà. Với cách này, bạn sẽ không chỉ bảo vệ được bé mà còn ngăn những chậu cây không bị vỡ khi bé làm rơi xuống. 5. Cố định những chiếc ngăn kéo. Những chiếc ngăn kéo luôn thu hút sự chú ý và thích thú của trẻ vì chúng thường thích kéo ra, đẩy vào những chiếc ngăn kéo và điều này có thể gây nguy hiểm vì nó có thể làm bé kẹt tay. Đoạn clip đã gợi ý rất nhiều cách hay ho cho bố mẹ để cố định những chiếc ngăn kéo như dùng dây chun, những quần nhựa dẻo, bót đi giày, vòng nhựa.